Cái viêm nhiễm phụ khoa là một cái bệnh khá là phổ thông, có thể gặp trên, nói chung trong đời người phụ nữ thì thế nào cũng có lần bị viêm nhiễm phụ khoa, đấy là hoàn toàn bình thường. Mà người ta tính tỷ lệ, người ta ước tính đến khoảng độ 90% chị em là có bị viêm nhiễm phụ khoa. Cái viêm nhiễm phụ khoa thì thông thường nó chỉ gây khó chịu thôi và làm cho chị em mất tự tin. Nhưng mà thực ra thì nếu mà không điều trị, thì lâu dài nó sẽ để lại những cái di chứng, trong đó có cái nổi trội lên là cái tái phát, thường xuyên là tái phát. Cứ sau mỗi một cái chu kỳ kinh nguyệt thì là có thể tái phát, và như vậy thì chị em sẽ có cái cơ có cái nguy cơ là bị gọi như kháng thuốc nếu trong sử dụng điều trị Tây y. Thứ hai nữa là nó sẽ để lại các cái viêm nhiễm như cái viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm tử cung, viêm buồng trứng, và đặc biệt là viêm hai vòi trứng, gây dính tắc hai vòi trứng và sẽ làm gây vô sinh hiếm muộn. Cái đó là cái chị em đã bây giờ đến khám là cái lo ngại nhất. Thường các bạn trẻ mà đến khám là vì sợ rằng là khi lấy chồng mình bị viêm tắc vòi trứng mất rồi, thì cái đó là cái sẽ dẫn tới hiếm muộn vô sinh về sau này, thì cái đấy rất là đáng ngại. Thêm nữa là cái mất cân bằng về cái nội tiết tố nữ á, thì thực ra thì cái mất cân bằng đấy nó sẽ gây ra rất là nhiều các cái biến chứng khác. Ví dụ như toàn thân là bệnh nhân có thể suy giảm miễn dịch, tức là có thể gây không phải chỉ viêm nhiễm phụ khoa không đâu, mà có thể viêm nhiễm tất cả những chỗ khác, bởi vì cái sức đề kháng của mình nó kém. Thế thì cái cân bằng nội tiết tố nữ là cực kỳ quan trọng. Trong đó thì có cái ví dụ như là bất an, như là cái mất ăn, mất ngủ, rồi cái giảm ham muốn, rồi nó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, thì cái đó là cái rất đáng ngại cho chị em bây giờ. Thế và thêm nữa là trong cái viêm nhiễm phụ khoa nó còn có một cái bệnh nữa là cái bệnh có được bất cân bằng, thì nó sẽ gây ra các khối u, ví dụ như là u phần phụ, tức là u sơ tử cung, u nang buồng trứng, rồi buồng trứng đa nang. Tất cả những cái đó đều cũng làm ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chị em và làm ảnh hưởng tới cái hiếm muộn sau này. Thì cái đó là cái mà chị em nên có cái phát hiện sớm và cái điều trị dự phòng sớm để tránh những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa đáng tiếc xảy ra. Trong thực tế thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều các cái phương pháp để điều trị vô sinh hiếm muộn, cũng như là cái điều trị về cái viêm nhiễm phụ khoa, thì đông y có, tây y cũng có, và chúng tôi thường là cũng có nhiều cái giải pháp cho bệnh nhân có thể lựa chọn. Thì trong đó thì tôi thấy có một cái sản phẩm nổi trội một chút là cái Lady Care, là cái chúng tôi có sử dụng hỗ trợ trong cái việc mà chúng tôi điều trị kết hợp với cái điều trị viêm nhiễm phụ khoa cộng với cái hiếm muộn, thì là chúng tôi kết hợp cả với tên đông y và tây y, và cái đấy bây giờ đang rất là phổ biến. Thực ra thì cái thành phần đặc biệt của cái Lady Care này là nó chiết xuất từ cái cây nam việt quất, là cái rất là độc đáo, nó có khả năng coi như bổ huyết điều kinh, và đặc biệt là cái cân bằng về nội tiết của chị em phụ nữ, và nó gây làm cho giảm đau bụng kinh và giảm cái dự phòng cái viêm nhiễm phụ khoa, cộng với là cái phối hợp với các cái hỗ trợ điều trị bên tây y, thì bản thân nó cũng là làm cho hỗ trợ cho cái việc mà điều trị phụ khoa nó sớm đạt được cái hiệu quả như mong muốn và tránh tái nhiễm. Cái sản phẩm Lady Care này thì đã được Bộ Y tế cũng như là Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm là cấp phép và được lưu hành phân phối trên toàn quốc. Như vậy chị em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sử dụng của cái sản phẩm Lady Care. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.